10 năm đi dạy, mỗi tháng chỉ hưởng mức lương vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng. Nhưng với tâm huyết của mình, cô Thủy đã đào tạo được nhiều học sinh giỏi cho huyện và thành phố. Thế nhưng, sự cố gắng, nỗ lực đó dường như chưa đủ để giúp cô được ở lại với bục giảng, bởi cô đã nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng với trường vào ngày 31 tháng 8 để tham gia kỳ thi tuyển viên chức của thành phố sắp tới. Không được dạy nữa thì thực ra là một điều rất đáng tiếc và rất đáng buồn. Thực ra là với cái hình thức thi tuyển như thế này thì nó cũng rất là bất lợi cho chúng tôi. Góc làm việc, góc say mê tâm huyết thì suốt mùa hè qua lại trở thành góc mặc cảm, góc bỏ quên của nhiều giáo viên đang đứng trước nguy cơ mất việc. Có một cái hy vọng lóe lên là mình sẽ được xét tuyển. Chính vì vậy mà bắt đầu tôi lại quay lại trở mang những cái giáo án, những cái bài vở tôi đã xem để xem lại, và tôi cũng hy vọng một ngày gần nhất là được tiếp tục gắn bó với bục giảng, gắn bó với ngôi trường mà tôi đã công tác từ khi ra trường đến nay. Thì này của mọi năm thì chúng tôi bắt đầu phải sắn tay vào để suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi thêm để tìm ra những cái phương pháp cũng như các cái bài giảng hay nhất để truyền đạt cho các em. Thế nhưng đến năm nay thực tế bây giờ chúng tôi rất xôn xao và chúng tôi cũng chưa dám, gọi là chưa dám sử dụng đến cái góc đó nữa. Sở dĩ những ngày cận kề năm học, thầy Tiến cũng như nhiều giáo viên lại dấy lên hy vọng là do mới đây tại hội nghị triển khai năm học mới, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo. Thì tới này chúng ta phải giải quyết dứt điểm. Nó có những vướng mắc liên quan đến hợp đồng mà không đóng bảo hiểm. Thì chúng tôi đang làm việc với Bảo hiểm Việt Nam, Bảo hiểm thành phố để làm sao chúng ta đưa những cái tiêu chí tiêu chuẩn này. Nhưng mà dứt khoát năm nay theo ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo 39 thành phố, của đồng chí Bí thư Thành ủy là chúng ta phải giải quyết dứt điểm này để không để còn cái tình trạng này. Thì chủ tịch phố chỉ nói thôi ạ, chứ không có ra quyết định. Nên là bên xuống dưới huyện thì các sếp ở huyện thì nếu như mà chủ tịch phố chỉ nói không ra quyết định về các huyện thì các huyện không dám để thực hiện. 2.900 giáo viên hợp đồng Hà Nội, có người chờ 5 năm, 10 năm, thậm chí là chờ 30 năm để được chính thức bước chân vào ngành giáo dục. Nhưng dường như hy vọng đó quá đỗi mong manh, bởi chỉ còn vài ngày nữa, năm học mới lại bắt đầu. Nhưng lời hứa về việc xét tuyển vẫn chưa được thực hiện.